Trần gian là bể khổ. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có lẽ mỗi người chúng ta cũng đều cảm nghiệm thấy những nỗi khổ của trần gian, của thân phận con người. Mỗi người có cái khổ riêng của mình, nhưng nói chung thì con người cứ suốt ngày vất vả và phải đối diện với những đau khổ đó. Trước tiên, nó là việc để có thể ổn định cuộc sống của mình. Người ta vất vả làm lụng để kiếm ăn, rồi người ta lại phải làm thế nào để biến nó trở thành lương thực của mình. Một ngày 24 tiếng thì số thời giờ mà người ta phải vất vả, phải làm việc, nó chiếm đến 2/3 thời gian đó, và có lẽ có người còn nhiều hơn nữa. Rồi người ta lại còn phải đối diện với những cái đau khổ, những cái tai nạn, những cái thứ thiên tai mà người ta không thể giải thích được. Thí dụ gần đây ta thấy những cái vụ máy bay rơi cùng một lúc cả hàng trăm người đều chết, và tất cả những người đó đâu phải là những người xấu cả đâu, nếu không nói rằng biết bao nhiêu những người bị vạ lây. Chưa kể đến những cái thứ mà người ta còn phải đối diện với, đó là gần Tết đây người ta nói nhiều về chuyện thực phẩm chẳng hạn. Cách đây mấy ngày người ta cũng tịch thu được ở ngoài Hà Nội đến 3 tấn mèo từ đâu đó từ Trung Quốc đưa qua và phải thiêu hủy hàng loạt. Rồi những cái loại thực phẩm gọi là nó đã dậy mùi rồi, nhưng người ta dùng thuốc tẩy cho thật trắng để rồi sau đó lại bán cho mọi người. Đúng là cái đau khổ nó là một nỗi triền miên trong cuộc đời. Bài đọc ngày hôm nay, trong bài đọc 1 của Gióp, ta có thể thoáng nghe những cái lời than thở đó. Nó là lời than thở thốt lên từ cuộc sống của con người. Chúa ơi, xin Ngài nhớ cho cuộc đời của con chỉ là hơi thở, mà mắt con chẳng nhìn thấy hạnh phúc bao giờ. Khi nằm xuống thì tôi nhủ thầm, bao giờ trời sẽ sáng? Thức dậy tôi lại tự hỏi, bao giờ chiều mới buông? Đến lúc hoàng hôn tôi chìm trong mê sảng, ngày đời thấm thoát thoi đưa và chấm dứt không một tia hy vọng. Bi quan quá. Tuy nhiên chúng ta cũng là người biết về cuốn sách Gióp trong Kinh Thánh. Cuốn sách cho chúng ta một cái ánh sáng soi đường, dĩ nhiên bằng một lối văn hơi tiểu thuyết một chút, nhưng rõ ràng cái nguồn gốc của những đau khổ con người là do thần ác, do Satan, do ma quỷ. Satan đến gặp Chúa, này, Gióp của Ngài, người ta khen ngợi hắn là người tôi trung, nhưng mà bởi vì đời hắn sung sướng quá. Đúng, ông lúc bấy giờ có đến 10 người con, rồi cả đoàn súc vật thì cả vạn, bò, chiên, lừa, dê, đủ thứ. Và ông được của cải giàu sang như vậy, nên hắn là tôn thờ Ngài phải rồi. Nên Satan xin với Gia-vê để tôi có thể thử hắn. Và rồi những tai họa đã ập đến với Gióp. Tất cả những người con đều qua đời, tất cả những của cải đều biến mất. Gióp vẫn bày tỏ lòng trung thành với Thiên Chúa. Satan lại một lần nữa đến kỳ kèo với Gia-vê, nhưng xin Ngài cho tôi một lần nữa thử thách hắn trên chính cuộc đời, trên chính bản thân của hắn. Gia-vê bảo, ừ thì cứ làm đi. Và giờ phút này, ông bị rơi vào, có thể nói là tận đáy cùng của những đau khổ. Những căn bệnh kéo đến, người lở loét từ chân cho lên đến đỉnh đầu, phải lấy những mảnh thủy tinh để gãi những vết thương. Đã vậy, tất cả những người xung quanh đều nguyền rủa ông, bạn bè thì nói ông rằng ông phạm những tội trời giáng nên phạt như vậy, trời phạt như vậy là đáng đời. Còn bà vợ của ông lại còn nói những lời tiêu cực hơn nữa, này ông trung thành vào Chúa của ông để được như vậy ấy hả? Nhưng ta biết, lời mà Gióp nói lên trong bài tin mừng ngày hôm nay không phải là một lời thất vọng, mà đúng hơn, đó là một cái lời phản ảnh lên cái tâm trạng của ông, cái nỗi lòng của ông vào cái giờ phút này khi phải đối diện với những đau khổ. Và ông nhìn nó như một bí nhiệm, một sự mầu nhiệm,
Nhưng một xét một góc độ khác thì ông vẫn luôn luôn trung tín vào quyền năng của Thiên Chúa. Ông đã phát biểu: chúng ta nhận bao nhiêu điều may mắn từ Thiên Chúa, chẳng lẽ chúng ta lại không nhận những điều dữ này hay sao? Và ông khẳng định: tôi tin rằng trong xác thịt tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Và chúng ta biết câu chuyện của sách Gióp có là một kết thúc có hậu. Sau đó thì ông được lại tất cả những tài sản và còn giàu gấp đôi ngày xưa. Ông lại có thêm 10 người con mới, 7 trai, 3 gái. Và ông là một người được mọi người chung quanh chúc tụng. Một câu chuyện kết thúc có hậu. Bước qua bài tin mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu đi vào trong trần gian giữa bể khổ này. Ngài không để chìm ngập ở trong đó, Ngài cũng không khóc than bi lụy trước nó, nhưng mà Ngài sẵn sàng đối diện với những đau khổ đó. Đúng thế, Thiên Chúa Ngài sẽ không gán theo cái lối nhìn của trần gian rằng những đau khổ là hình phạt của Thiên Chúa. Thiên Chúa tốt lành làm gì lại đi trừng phạt con người như vậy bao giờ? Thiên Chúa luôn luôn muốn cho con người hạnh phúc. Và Ngài biết rõ cái nguồn gốc của những đau khổ đó cũng chính là thế lực của tội lỗi, của sự dữ. Có những tội do chính chúng ta gây ra, có những tội do người khác làm nên, còn xa hơn nữa có những tội do cả một tổ chức khiến cho mọi thành viên ở trong đó đều phải khốn khổ. Và cách của Đức Giêsu đi vào trong trần gian này, Ngài đi đến đâu là Ngài tìm cách để đẩy lui cái đau khổ của trần gian. Ngài chữa lành cho những người bệnh tật và Ngài xua trừ ma quỷ. Bài tin mừng hôm nay nằm trong một cái đoạn của Ma-cô quen gọi là một ngày hoạt động của Chúa ở Ca-phác-na-um. Bắt đầu từ Chúa Nhật tuần trước, việc Đức Giêsu chữa lành người bệnh tật vào ngày Sa-bát, rồi đến buổi chiều thì buổi trưa thì Ngài đến để chữa lành cho bà nhạc của ông thánh Simon Phêrô, và đến buổi chiều lại tiếp tục một cái công việc của Ngài. Ngài chữa lành cho những người đau ốm và bệnh tật. Sáng hôm sau, Ngài lại thức dậy, lại đi cầu nguyện. Simon và các bạn bè kéo đến, người ta đang tìm đến với Thầy. Vâng, có thể có nhiều người đến với Chúa được chữa lành, cũng có người chưa chắc đã được chữa lành bệnh tật của thể xác, nhưng gặp được Chúa thì điều quan trọng hơn là nhận ra được mình được Thiên Chúa yêu thương. Sức mạnh của tin mừng trong lời rao giảng của Ngài đem lại cho họ nhận thức được một giá trị trong cuộc đời của mình. Đức Giêsu chữa lành cho mọi người bệnh, cho những người phong cùi, cho những người câm điếc, Ngài đều chạm đến họ. Và cũng như hôm nay, Ngài cầm lấy tay của bà nhạc Phêrô để dựng bà ngồi dậy. Vâng, Đức Giêsu sẽ đối diện với đau khổ đó, và Ngài giống như Gióp thuở xưa là người công chính hơn hết những người công chính, nhưng rồi Ngài sẽ phải đối diện với bóng tối của sự dữ đến cái chết của cây thập giá. Ngài cũng có lúc sẽ phải thốt lên: lạy Cha, nếu được cất cho con chén này, nhưng rồi xin đừng theo ý con, một theo ý Cha. Con đường của Thầy Giêsu như vậy cũng chính là một con đường của giáo hội qua mọi thời. Vâng, chúng ta đứng giữa thế giới này và dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta nhận ra cái nguồn gốc, cái nguyên nhân của những đau khổ của trần gian, và chúng ta được kêu mời để cùng với Đức Giêsu để đẩy lui sự dữ, đẩy lui những đau khổ đó. Thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội, theo lời mời của Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài chọn hôm nay là ngày lần đầu tiên tổ chức Ngày Quốc tế Hội Thánh để cầu nguyện chống lại nạn buôn nô lệ. Và lý do chọn ngày hôm nay, ngày 8 tháng 12, là gắn với câu chuyện của một vị thánh phi châu ở Sudan, chị Bakita. Cô bé đã bị bán làm nô lệ từ thuở rất nhỏ, 10 tuổi. 5 lần bị bán sang tay những người chủ khác nhau, bị đánh đập, bị tra tấn, bị gọi là không còn cái gì đau khổ mà cô không gánh chịu. Sau này người ta đếm những vết thương lớn, tức là còn tồn tại trên cơ thể của chị, lên đến 144 vết thương, những vết sẹo còn đó. Và sau đó chị đến được với tin mừng,
và chỉ gặp được một cái niềm an ủi mới, một nguồn sức mạnh mới của tự do. Chị trở thành một nữ tu trong dòng bác ái tại Italia và 50 năm dấn thân để phục vụ cho những người nghèo, đem lại cái tình yêu, đem lại nụ cười, đem lại bình an hòa thuận cho những người đau khổ. Năm 1992, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô suy tôn chị Bakita lên hàng chân phước. Năm sau, Ngài đến Sudan quê hương của chị, đem theo hài cốt xương của chị và nói với mọi người rằng: Bakita rời Sudan là một người nô lệ, nhưng ngày hôm nay chị trở về như một người tự do và trở thành một lời công bố con người phải được tự do. Vâng, kính thưa cộng đoàn, giáo hội qua mọi thời và ngày hôm nay vẫn thế, vẫn kêu gọi mỗi người chúng ta trong tất cả mọi tình huống đi theo chân của Thầy Giê-xu, đối diện với đau khổ không phải bằng một cách tiêu cực, không phải để nó làm chúng ta gục ngã, nhưng luôn luôn tràn niềm hy vọng vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, để rồi mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh của mình sẽ góp phần đẩy lui cái bóng tối của sự dữ và của đau khổ. Cách đây mấy ngày, ngày mùng 5 vừa qua, trong ngày gặp gỡ đông đảo giáo dân tại Vatican, Đức Giáo Hoàng cũng nói một cái sứ điệp đặc biệt cho những người sống tại thành phố. Ngài nói thế: ở các thành phố phát triển ngày nay, người ta cảm giác thấy hơn bao giờ hết, con người ngày càng như là những ốc đảo, con người không muốn liên lạc với nhau, thì người Kitô hữu sẽ phải là những người đến với những người khác, đến với những người cô đơn, đến với những người bị bỏ rơi, đến với những người cùng khổ. Và ở đây chúng ta hiểu được cái lập luận của Thánh Phaolô trong bài đọc 2: tôi là một người tự do, nhưng tôi tình nguyện trở thành nô lệ của mọi người để có thể chinh phục được mọi người cho Chúa. Tôi trở nên yếu với người yếu để chinh phục người yếu. Tôi muốn trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Vâng, thưa cộng đoàn, dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, xin cho chúng ta cũng nhận thức được tất cả những đau khổ mà chúng ta lãnh nhận. Đó cũng là một cơ hội để mỗi người chúng ta bước trọn vẹn theo chân Chúa. Xin cho chúng ta noi theo gương của Gióp thuở xưa, của Thánh Phaolô, của Đức Giê-xu, để không bi quan trong cuộc sống, nhưng cùng với Đức Giê-xu để góp phần cho tình yêu của Thiên Chúa được hiển ngự trong thế giới này. Amen.